Thực sự không có gì bằng việc ăn nghi heo và xem phim liên tục trên Netflix hết nhỉ. Ôi giời. Ôi trời, tôi không thể xem được. Cô ấy trông giống như đang trượt băng trên thứ đó vậy. Hữu ích quá đi Olivia. Mở hỗn độn này là thế nào? Ở kia nữa. Tôi cảm thấy như đang sống trong chuồng lợn ấy Olivia. Cậu có đang lắng nghe tôi không? Sao cũng được, cậu không phải là mẹ tôi. Không, tôi không dọn đâu, tôi mệt lắm. Tôi cũng không muốn đâu. Thực ra... cậu định làm gì với những thứ đó hả em? Lấy một chiếc tấm thảm phòng tắm như thế này và lật ngược nó lên. Lấy một chiếc dép trong nhà và cắt quanh nó. Bây giờ dán băng keo hai mặt lên đó. Dán miếng thảm cắt cùng chiều dép lên băng keo. Giờ thì đây là thứ mà ta gọi là dép dọn dẹp. Hãy dọn dẹp thôi nhỉ. Tôi đã sẵn sàng dọn dẹp rồi đây bạn yêu ơi. Và tôi đã làm luôn một đôi cho cậu nè. Việc làm sạch giờ nghe đã bớt nhàm chán rồi phải không? Giống như cùng lúc vừa tập luyện, vừa làm việc nhà vậy á. Hãy nhảy hết mình đi các cô gái. Được rồi, bây giờ chúng tôi thực sự dọn sạch rồi nhé. Nơi này sẽ sạch bong sáng bóng trong nháy mắt thôi. Hình như hôm nay Sophia cũng giặt đồ. Này, tôi chẳng nhìn thấy cái gì hết. Úi, ôi không, xà phòng đổ. Cậu định dọn dẹp như thế nào đây? Phải, dùng đống khăn giấy này thôi. Cậu có chắc là xả trôi được hết đống khăn giấy không Sophia? Ôi chao, nó sắp nổ rồi. Không, không, không. Suy nghĩ nhanh nào, xử lý như thế nào đây? Khi bồn cầu của bạn bị tắc, hãy thử phủ kín nó bằng giấy bọc ni lông xem. Bọc thật nhiều lớp ở đó đó. Khi bạn xả nước, nhấn tay xuống bọc nhựa để giúp tạo hiệu ứng hút. Sau một phút, tiếp tục và gỡ bọc nhựa ra. Tuyệt, hiệu quả rồi. Ok, có vẻ như tôi đã sẵn sàng để đi ra ngoài rồi. Mũ đã đội lên và tôi đã sẵn sàng đi. Nhưng tôi có thể thoát khỏi đây kiểu gì với cái máy hút bụi ngu ngốc của Kate cứ ngang đường chứ? À, tôi biết điều này sẽ xảy ra mà. Này Kate, lần sau khi bạn hút bụi thì có thể sử dụng sợi dây này. Hả? Tôi phải làm gì với nó đây? Hãy nghĩ theo hướng giống như một chiếc ba lô ấy, được không? Trời ạ! Một chiếc ba lô ư? À, ư nhỉ, một chiếc ba lô! Mẹo này có thể cứu bạn khỏi những cú ngã khó chịu và đau đớn. Bạn chỉ cần thắt một ít dây thừng co giãn như thế này ở mỗi bên của máy hút bụi. Khi đã buộc chắc, hãy vòng tay qua và đeo nó lên như một chiếc ba lô thực thụ. Bây giờ bạn sẽ không có bất kỳ chiếc ống nguy hiểm nào sau lưng khi bước đi nữa, thấy không? Một sàn nhà sạch đẹp gọn ghẽ theo nhiều nghĩa. Dọn dẹp đi nào Kate. Một trong những điều tuyệt nhất trong buổi chiều là được lười biếng. Và tất nhiên là làm những trò ngớ ngẩn nữa. Wow, cẩn thận với đống snack chứ Sophia. Chẳng lẽ cậu hết bát đĩa rồi hay sao? Và enter. Wow. Hả? Cái gì thế này? Ôi trời, vụn bánh rơi cả lên bàn phím rồi. Bella, giúp tớ với nào. Ha, cậu bừa bộn quá. Đâu có. Cậu thật ích kỷ. Được rồi, cậu biết sao không? Cho tớ mượn đống chất dẻo của cậu nào. Để làm sạch các mảnh vụn khó lấy, hãy cho thứ gì đó dính lên trên như slime chẳng hạn. Trong khi chảy ra xung quanh, nó sẽ nhặt hết các mảnh vụn mà bạn không phải làm gì cả. Và khi đã sẵn sàng, hãy lấy nó lên cùng với các vụn bánh. Và nếu vẫn có các mảnh vụn ở xung quanh, hãy cho slime lên trên để dọn dẹp thật dễ dàng. Ồ, còn sót chỗ này. Vâng, ngay chỗ đó. Wow, khá là thỏa mãn khi xem đúng không? Cậu đang làm gì vậy? Slime của cậu đây Bella. Wow, nó chứa đầy vụn bánh.
Ew, cậu làm hỏng nó rồi Sophia. Nếu bạn là một người thích sạch sẽ, thì bạn biết rằng đôi khi có thể mất hàng giờ để làm sạch những nơi đơn giản nhất như phòng tắm. Ồ, chào cái xinh. Chà, mọi thứ trông sạch sẽ tinh tươm rồi đấy. Cuối cùng cũng có thể thư giãn và thực hiện mục đích thực sự của mình rồi. Ôi, tốt hơn là lau bệ ngồi một lần nữa sau những gì tôi vừa làm ở đó. Và không có gì giống như mẹo hà hơi cổ điển để đảm bảo cửa kính của bạn sạch sẽ và không bị đốm bẩn. Được rồi, khi tôi xử lý xong chiếc gương này, cuối cùng tôi cũng có thể đi. Gì, nó siêu sạch mà thế không? Tôi sẽ là người đánh giá điều đó. Sao mình không biết bạn cùng phòng là cảnh sát vệ sinh nhỉ? Ồ, cậu chưa thấy hết đâu. Nếu bạn muốn xem mọi thứ thực sự sạch sẽ như thế nào, đèn tối tạm thời chắc chắn sẽ khiến mọi thứ rõ ràng hơn một chút. Đơn giản chỉ cần đặt băng dính trong trên ống kính của điện thoại máy ảnh của bạn và tô màu xanh đậm lên. Chỉ cần bật đèn pin và tắt đèn phòng và để phép thuật bắt đầu thôi. Ái chà, những thứ màu xanh lá đó là chất bẩn hả? Xém chút nữa là tôi ăn trong bồn tắm vì sạch sẽ ấy. Thật sai lầm. Ôi trời, tôi không bao giờ sử dụng cái bồn rửa đó nữa. Nhìn vào thứ đó kìa. Và bây giờ là màn kết long trọng. Bồn cầu. Trời ơi, thật là kinh tởm. Không có xà phòng nào trên đời có thể đảm bảo với tôi rằng thứ này đủ sạch để ngồi. Làm ơn làm nó dừng lại đi. Được rồi, đã đến lúc học hành chăm chỉ cho bài kiểm tra vào tuần tới. 20 phút ư? Mình quên mất là đã có hẹn với Sophia. Bước 1, đi tắm. Này, không nhìn trộm nhé. Tại sao không có nước chảy ra nhỉ? Vòi hoa sen bị tắc rồi, trông kinh quá. Bây giờ mình phải làm gì? Này, có phải là cô giáo đã nói rằng giấm có tác dụng như chất tẩy rửa trong tiết hóa vào tuần trước không nhỉ? Đúng rồi, cô đã đổ giấm vào cái lọ chứa chất gì đó và nó đã sủi bọt. Nó có hiệu quả không nhỉ? Để loại bỏ các mảng bám canxi trên vòi hoa sen hay vòi nước, chỉ cần đổ đầy giấm vào một túi nhựa rồi cột nó vào đúng vị trí bằng sợi dây thun. Thấy chưa? Hiệu quả thật. Chỉ sau 5 phút, vòi hoa sen của bạn sẽ lại đẹp như mơ, bền như mới. Ta-da! Tắm nước nóng luôn là tuyệt nhất. Đừng tắm quá lâu đấy, cậu có hẹn mà nhớ không? Ôi, tôi sẽ không đánh phấn bằng thứ đó nếu tôi là cậu Amy ạ. Lần cuối cậu giặt mút là khi nào thế? Sophia, cẩn thận! Amy, cái quái gì thế? Hả? Ôi, lỗi của tôi! Này, điều này khiến tôi có một ý tưởng. Thêm một ít xà phòng vào miếng mút trang điểm của bạn và ngâm nó trong nước như Amy đang làm ở đây. Tiếp theo, cho nó vào lò vi sóng và quay trong khoảng 1 phút. Một khi đã xong, hãy lấy nó ra. Sau vài phút, lấy miếng mút ra khi nó đã nguội, sau đó vắt hết nước thừa ra, vì nó là một miếng bọt biển hút được nhiều nước lắm đấy. Sử dụng miếng mút trang điểm sạch rất tốt cho làn da của bạn và giúp ngăn ngừa mụn. Tất cả các cô gái đều hiểu điều này khi đi tắm. Không, đó không phải là con vật nhỏ nào, đó là tóc rụng. Ghê quá. Cọ thông toilet à? Bạn có chắc chắn đây là một ý tưởng hay không Lana? Thôi nào, ái chà. Không. Khá chắc chắn đó không phải thứ Lana muốn kéo lên. Làm thế nào mà thứ đó vào được đây? Đang tìm cái này hả? Ui, đó là một tai nạn. Chờ đã, tôi vừa nghĩ ra điều này. Đối với thủ thuật này, bạn sẽ cần một chiếc ống hút và một cái kéo. Làm phẳng ống hút. Tiếp theo, cắt các đường chéo ở cuối ống, tiếp tục cắt phần dưới nữa. Hãy kiên nhẫn, có thể mất một phút đấy. Thấy không? Bây giờ nó linh hoạt hơn rồi. Cho cái đó xuống cống và kéo nó ra, tóc sẽ được gắn vào đó. Ái chà, có ai cần tóc không này? Cống sạch tinh tươm, cả nhà hạnh phúc.